Hello, xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông ngư cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục xin giới thiệu cho các bác tiếp tục một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa các bác nhé. Dòng là hàng chuẩn bãi nhập về luôn ạ, chưa qua tay người Việt Nam sử dụng các bác nha. Hôm nay thì cả chúng em lên lô gồm có là 14 cây. Máy móc thì cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn các bác nha. Tình trạng máy móc là như sưu tầm luôn các bác nha. Đấy, và cửa hàng hôm nay cửa hàng chúng em lên là lô mã là lãi mã chữ O các bác nhá. Mã chữ O từ O1 cho tới O14 này các bác. Đó, và hình thức đặt hàng của bên em là khá là đơn giản. Các bác nào mà chỉ cần mà xem video ưng ý con nào mà ở trên lô này, đó, cửa hàng chúng em có đánh dấu cái mã mà trên từng con một. Ví dụ con này đây là con O3 nhá. Đấy, con này là con O2 này, con này là con O1 này các bác. Đó, và giá là cửa hàng chúng em đã công khai hết ở trên từng con máy rồi các bác nhá. Và giá này là cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác hết rồi. Giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần mà ưng ý con nào đọc cho em cái mã và ví dụ là anh bắt chốt con O3 chẳng hạn này. Đấy, thì các bác liên hệ cho cửa hàng chúng em, số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Các bác thông báo cho cửa hàng chúng em là cho anh chốt con O3 chẳng hạn đó, là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt con này các bác nhá. Đấy, và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ nhà này, số điện thoại cũng như là tên của các bác. Đó, cửa hàng chúng em sẽ gửi đến tận nhà cho các bác. Các bác kiểm tra hàng đúng máy trên video, đó, máy chuẩn như trên video các bác nhá. Thì các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ thoải mái rồi các bác mới thanh toán các bác nhá. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nhá. Không cần cọc trước luôn ạ. Đó, nên là các bác cực kỳ yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em để tránh mà lừa lọc linh tinh các bác nhá. Và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác là một típ mở buji này. Đó, một cái típ mở buji. Một chiếc tô vít chỉnh và một chiếc rũa để rũa sên các bác nhá, rũa xích đấy ạ. Đó, đây là phụ kiện đi theo máy của nó. Đó, và bây giờ cửa hàng chúng em sẽ quay nhanh qua cho các bác. Và cửa hàng chúng em đã phân chia rồi các bác nhá. Lô bên dưới là những dòng máy cưa khai thác tầm trung và khai thác chuyên nghiệp. Hôm nay cửa hàng chúng em có một con Estin 028 để chuyên khai thác chuyên nghiệp luôn. Và bên trên là những dòng máy cưa nhỏ nhẹ để sử dụng gia đình. Giá thì trên dưới 2 triệu thôi. Đó, còn là bên dưới này là những dòng máy cưa để nòng đứng chuyên khai thác tầm trung các bác nhá, và khai thác chuyên nghiệp. Hôm nay chúng em gồm có một con máy cưa Estin 170C này, Estin 020 này, Estin 028 này. Đó, một con máy cưa Echo Curit 3700, một con máy cưa Hitachi 35cc, một con Echo Curit 35cc, một con Echo Curit tiếp 35cc các bác nhá. Đó, vâng, và trên này là những dòng mẫu máy cưa gia đình. Một con Echo Curit, nó máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá, tình trạng như sưu tầm luôn ạ. Đó, con này công suất của nó là 32cc, tích hợp trục giật trợ lực này. Một con máy cưa Makita cực VIP, tình trạng máy như hoa hậu luôn các bác nhá. Dây giật này, kinh keng xà beng luôn các bác nhá. Con này là 33cc, có tích hợp trục giật trợ lực. Một con máy cưa mang thương hiệu tiếp Makita, cực kỳ đẹp và chất lượng. Một con Echo 3400, một con Echo 3300. Một con máy cưa Hitachi. Đây, một con máy này rất là nhiều các bác hay hỏi này. Các bác nhiều các bác rất là thích lựa chọn dòng này, cực kỳ VIP. Hôm nay cửa hàng chúng em đã về thêm các bác nhá. Một con máy cưa tay cụt Ryobi. Đó. Vâng, và bây giờ để đỡ làm mất thời gian thì cửa hàng chúng em sẽ đặt máy quay xuống cũng như là test nổ từng con một, giới thiệu chi tiết từng con một cũng như là báo giá để cho các bác tham khảo luôn các bác nhá. Giá thì cửa hàng chúng em là đã đề hết ở trên này rồi, thì các bác cứ xem video ưng ý con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dạ vâng, cây máy đầu tiên được ký hiệu là O1 các bác nhá, một con máy mang thương hiệu của cửa hàng chúng em rồi, một con máy Estin mang thương hiệu của Đức các bác nhá. Con này là một con máy cưa Estin 170C sử dụng gia đình này các bác, có tích hợp chụp giật trợ lực đây, tích hợp chụp giật trợ lực đó, chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Con này thì nó sử dụng về gia đình các bác nhá. Nòng của con này là 37cc, có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35 phân đổ về các bác nhá. Đường kính gỗ khoảng tầm 35 phân đổ về đến 40 phân đổ về. Đó. Có tích hợp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh, cực kỳ chất lượng các bác nhá. Lam con này theo máy của nó là 30 phân các bác nhá. 30 phân ạ.
Và hiện tại thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.250.000, 3.250.000 các bác nhá. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho các bác, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ. Đó, con này thì cửa hàng chúng em đã test nổ cũng như dọn sẵn rửa rồi. Đây, nòng bạc này, tất cả hơi các bác nhá. Điện đóm, bình xăng con, nòng bạc. Cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc, về đảm bảo cho các bác về sử dụng ngon lành từ ATZ luôn các bác nhá. Đấy. Và linh kiện thay thế sửa chữa thì cũng rất là dễ dàng. Giá 3.250.000 là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship hết rồi các bác nhá. Và tặng kèm phụ kiện cho các bác một típ mở buji, một chiếc rốp và một tô vít chỉnh. Các bác nào ưng ý muốn đặt hàng con này, đọc cho em cái mã là O1, liên hệ cho cửa hàng chúng em và đọc cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đó, chuẩn con máy mà cửa hàng chúng em quay trên video như ngày hôm nay. Đó, các bác xem kỹ rồi các bác đặt hàng, hàng tới đúng máy trên video các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán các bác nhé. Nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Một con máy mang thương hiệu của Đức, hàng Estin MS170C các bác nhá. Đó, về các bác sử dụng gia đình thì quá là ok luôn. Nhỏ nhẹ, tích hợp cho các bác về sử dụng gia đình. Đấy, các bác nào mà muốn cần tìm một chiếc máy vip vip một tí xíu thì các bác đặt con này, thì bởi vì hãng này thì em nghĩ là không có thể hãng nào có thể qua được những cái dòng như thế này rồi. Đó, nên là độ tin cậy cũng như là máy móc thì đảm bảo cho các bác là chất lượng luôn các bác nhá. Còn về cam kết cho các bác là hàng chuẩn zin nguyên bản từ ATZ. Nó chưa có qua bung chạm máy móc gì cả, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Cam kết cho các bác máy móc thì cực kỳ đẹp. Đó. Dạ vâng, còn nếu mà như các bác lại muốn công suất mà nó lớn lớn một tí xíu nữa thì các bác tham khảo con O2 các bác nhá. Một con máy cũng là hệ Estin con này là Estin MS020 các bác nhá. Con này thì nòng của nó là 40 ly, 40 ly, chuẩn hàng bãi các bác nhá. Tình trạng máy móc con này cũng cực kỳ đẹp và chất lượng. Các bác nhìn qua cái mặt tiền của nó này, đây là nước sơn nguyên zin của nó nhé các bác nhá, chưa hề bung chạm gì cả, nước sơn tình trạng nguyên zin cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn, chưa hề bong chóc một tí nước sơn gì cả. Con này thì đặc biệt cái là cửa hàng chúng em thì đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhá. Đã lên một sợi xích mới luôn rồi ạ. Dạ vâng, làm con này thì cũng mặt cắt là được 30 phân thôi. Nhưng mà nòng con này là 40 ly các bác nhá. Nòng 40 ly. Đó. Một con máy cưa Estin 020 nòng 40 ly. Tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Con này thì có thể kéo khúc gỗ, có thể cắt được khúc gỗ khoảng tầm 40 phân. 40 phân cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Chuyên khai thác tầm trung đấy ạ. Vòng tua con này thì cực kỳ khỏe luôn. Con này thì sử dụng hai bạc lớn các bác nhá. Nên là tính nổ của nó, vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. Vâng, để cả chúng em giật test nổ cho các bác xem qua đấy ạ. Thì cực kỳ chắc chắn và chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, chuyên khai thác tầm trung, vòng tua thì cực kỳ khỏe. Con này thì có thể kéo lên khoảng 50 đến 55, cực kỳ thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Một con máy khai thác tầm trung, đầy đủ chất lượng. Giá con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.500.000 các bác nhá. Giá đã bao gồm phí ship và tặng cả phụ kiện hết rồi các bác nhá. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lô ngày hôm nay thì có một con máy chuyên khai thác chuyên nghiệp này, để cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa về khai thác keo chàm đồ linh tinh các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 47cc, nòng thì bao nhiêu ly thì con này thì em cũng chưa bung ra bao giờ, nên là cũng chưa biết là nòng của nó thì nó bao nhiêu ly các bác nhá. Thì biết là thông số của nó là 47cc thôi. Đó,
Con này thì cả chúng em là đang bán với giá là 4.500.000 một con máy cưa Estin 028AV các bác nhá. Con này đặc biệt của nó cái là theo máy là một cây lam Latin các bác nhá. Cây lam Latin nguyên zin nguyên bản của nó luôn ạ. Đầu Latin thì khá còn chất lượng, còn cây lam sợi xích thì con này thì khá là to bản luôn. Đó, lốc là lốc nhôm, một con máy nòng đứng lốc nhôm, cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhá. Hai ốc lam. Ốp lam là ốp lam nhôm kim loại luôn các bác nhá. Dạ, lam con này mặt cắt của nó là được 40 phân, nhưng mà con này có thể kéo lên khoảng tầm lam 6 vô tư luôn các bác nhá. Lam 6 lam 7 vô tư luôn ạ. Đấy, công suất thì cực kỳ khỏe, 028AV các bác nhá. Mà giá lại cực kỳ yêu thương luôn, chỉ 4.500.000. Cam kết vẫn là cam kết nguyên zin nguyên bản. Các bác nào mà thấy hàng mà lô hoặc là linh kiện lô đền gấp 10 lần tiền các bác nhá. Đấy. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Cửa hàng chúng em thì chuyên cung cấp cho các bác những dòng sản phẩm chất lượng đó. Các bác nào mà thấy hàng nhái hàng lô đền 10 lần tiền đó. Máy thì cực kỳ chất lượng các bác nhá. Nòng là nòng đứng, máy móc quá là VIP và chất lượng luôn. Con này thì em nghĩ là trái bít tông của nó thì nó cũng phải tầm khoảng 44-45 ly gì đó. Đó, công suất thì 47cc các bác nhá. Siêu chất lượng luôn. Về cho các bác về sử dụng khai thác thì quá là VIP và chất lượng các bác nhá. Đó, made in Germany này. Đó. Dập luôn ở trên phần lốc này luôn ạ. À. Không biết các bác có nhìn rõ không? Đây, chữ made in Germany các bác nhá. Dạ vâng, và các bác nào mà đam mê thích hàng thương hiệu Echocurit thì các bác tham khảo con này. Một con máy nòng 30 công suất của nó là 37,7cc các bác nhá. Có tích hợp xả áp ở phần trên này các bác nhá. Con máy này thì có tích hợp xả áp này, công suất 37,7cc. Nòng con này em nghĩ là rơi vào tầm khoảng 41 ly các bác nhá. Đó. Vẫn là hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Con này thì lốc là lốc nhôm luôn các bác nhá. Lốc kim loại luôn ạ. Chuyên về khai thác tầm trung. Các bác nào mà cần một chiếc máy mà sử dụng cả ngày thì lựa chọn một con này thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Máy móc bền bỉ, công suất thì nó thuộc dạng là cũng quá là ok luôn rồi. Cực kỳ khỏe các bác nhá. Con này thì có thể cắt đường kính gỗ khoảng tầm 50 phân đổ về. Đó. Giá 3.050.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Tình trạng máy móc vẫn cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Nếu mà có linh kiện nào mà đã thay thế đền 10 lần tiền. Dạ vâng, còn một thương hiệu cực kỳ hot nữa, một con máy cưa Hitachi các bác nhá. Hitachi 35cc, nòng 38 ly, tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, con này tích hợp chụp giật trợ lực này, có tích hợp luôn núm bơm xăng phụ, e gió tự động. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này thì nó được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam luôn các bác nhá. Tăng chỉnh xích trực tiếp trên phần cây lam, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng. Lam con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. Mặt cắt con này được 35 phân, nòng 38 ly, chuyên khai thác tầm trung nhỏ nhẹ sử dụng gia đình. Các bác nào mà cần tìm một chiếc máy cưa nòng đứng chất lượng một tí xíu thì các bác tham khảo con này, lựa cho em con này. Giá 2.900.000, 2.900.000 cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện.
rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá, tiếng máy nổ cực kỳ êm. Tiếp tục là một con máy cưa Echo Curie tiếp. Con này thì có tích hợp xả áp ở phần trên này các bác nhé. Công suất con này là 35cc, có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác này. Ốp lam và hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Điều đặc biệt là con này thì nó được tích hợp là lam Latin các bác nhá. Lam Latin mũi nhọn chuyên về cho các bác. Cho các bác nào mà thích điêu khắc đồ linh tinh. Lam con này mặt cắt là được 40 các bác nhá. Xích là xài xích mini nhỏ con. Đó, sợi xích này thì trên thị trường bán rất là nhiều. Con này thì nó lam là lam Latin và lam là tản nhiệt luôn các bác nhá. Lam xích là tình trạng nguyên zin nguyên bản theo máy. Con này thì cực kỳ đẹp luôn các bác. Các bác nhìn qua này, phần bô biếc này của nó này. Đó, tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn, 35cc. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.100.000. Đó, cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Nòng của nó vẫn là 38 ly, công suất của nó là 35cc các bác nhá. Con này thì nó được tích hợp xả áp ở đây, giật rất là nhẹ nhàng, bật xả áp lên. Đó, cái một là đổ luôn. Dạ vâng, tiếp đến là con O7, một con máy cưa Echo Curie tiếp 3501, nòng 38 ly, công suất của nó là 35cc. Con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực các bác nhá. Con này được tích hợp chụp giật trợ lực này. Đây. Được tích hợp chụp giật trợ lực, giá con này là 2.950.000. Lam con này vẫn là lam tản nhiệt các bác nhá. Lam tản nhiệt xích là xài xích lớn luôn ạ. Và con này lam mặt cắt là được 40 phân các bác nhá. Đó, các bác nào mà thích chụp giật trợ lực thì các bác lựa cho em con này, giật cực kỳ nhẹ nhàng và chất lượng luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, giá lại cực kỳ hữu nghị, 2.950.000, cả chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Đó. Kéo rất là êm và nhẹ nhàng luôn thôi nhá. Và chúng em thì như em thì cực kỳ thích những cái dòng máy cưa Echo Curie như thế này. Tiếng máy của nó thì giật là cực kỳ êm luôn, không nghe nổ thì không nghe đến cửa để ga đi nổ thì cực kỳ êm luôn. Chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đó. Giật cực kỳ nhẹ. Quá vip và chất lượng luôn các bác nhá, một con máy cưa nòng 38 ly chuyên khai thác tầm trung các bác nhá. Dạ vâng, và bây giờ thì cả chúng em sẽ qua những mẫu máy cưa để cho các bác về sử dụng gia đình nhỏ nhẹ các bác nhá. Cắt tỉa cành, dọn vườn, dọn rẫy đồ linh tinh. Đầu tiên là con máy cưa O8, một con máy cưa tiếp tục mang thương hiệu Echo Curie các bác nhá. Một con máy thuộc dạng tàu ngầm luôn ạ. Các bác nhìn con giống những một chiếc tàu ngầm không ạ? Đó. Cực kỳ nhỏ gọn, tích hợp chụp giật trợ lực này. Máy móc tình trạng có tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ. Con này thì em nghĩ là tình trạng đẹp 99% các bác nhá, ngoại trừ phần lam xích. Lam xích này vẫn là nguyên zin nguyên bản theo máy các bác nhá. Nó đã bị chóc sơn rồi nhưng mà tổng thể vẫn còn đẹp nguyên. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác này. Một con máy thì cực kỳ đẹp như thiếu thùng luôn các bác nhá. Con này lam, con này mặt cắt là được 30 phân các bác nhá, tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho các bác. Con này thì có thể kéo lên được gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về. Đó, cắt đường kính gỗ khoảng tầm 30 phân đổ về các bác nhá. Công suất của con này là 33cc các bác nhá. Một con máy khá là đẹp.
U8 giá 2.100.000 các bác nhá. Mang thương hiệu Echo Kyrit, tích hợp chủ giật trợ lực, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. Cầm đi làm rẫy đồ linh tinh thì không bao giờ bị mệt luôn. Con này thì cắt có khi cả ngày không ăn thua gì luôn các bác nhá. Dây giật khá là đẹp này. Đó, dây giật thì sáng keng xẻ beng luôn các bác nhá. Tình trạng dây giật là nguyên zin nguyên bản theo máy luôn đấy ạ. Ồ, lại tiếp tục là một con máy cưa thiếu thùng nữa đây. Một con máy cưa Makita, ký hiệu là O9 các bác nhá. Con này thì vẫn là tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, dây giật con này thì cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nha. Đây, sợi dây giật của nó đây ạ. Trắng phau luôn các bác nhá. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.200.000, công suất của con này là 34cc các bác nhá. 34cc, núm bơm xăng phụ đầy đủ. Làm con này mặt cắt là được 35 phân. Mặt cắt con này được 35 phân các bác nhá. Tích hợp chủ giật trợ lực. Đó, mang thương hiệu của Makita Nhật bãi nội địa các bác nha. Đấy. Máy móc con này thì khá là chất lượng luôn. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.200.000, cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Thắng xích sử dụng đầy đủ các bác nhé. Con này thì có thể kéo gỗ đường kính khoảng tầm 30 phân đổ về. Đó, giá 2.200.000 một chiếc máy cưa sử dụng gia đình, cân nặng thì khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu. Lại tiếp tục một cây máy cưa Makita giá rẻ nữa đây. Hôm nay thì cả chúng em lên cho các bác một con máy này. Đó, các bác nào mà thích màu mè một tí xíu một con máy thì màu quá là đẹp luôn các bác nhá. O10 giá 1.900.000, con này thì công suất của nó là 31cc. Hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Làm con này mặt cắt là được 35 phân luôn các bác nha. Mặt cắt là được 35 phân. Con này thì không có tích hợp chụp giật trợ lực. Đó, nên là giá con này thì cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.950.000, vẫn tích hợp núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác nhá. Đó, thương hiệu Makita có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Rất là nhiều các bác lại thích lựa chọn những dòng như thế này. Vâng, con O11 đây ạ. O11 lại là một con máy cưa Echo Kyrit các bác nhé. Đó, từ đầu đến giờ thì các bác đa số là toàn thấy thương hiệu Echo đúng không ạ? Bởi vì thương hiệu Echo ấy ạ, người ta sử dụng rất là nhiều. Thương hiệu người ta nó cực kỳ lâu đời rồi. Rất là nhiều các bác thích những cái thương hiệu như thế này. Bởi vì thương hiệu con này thì cực kỳ bền bỉ này, chất lượng này, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu các bác nhé. Đó, con này là Echo Kyrit 3400, công suất của con này là 34cc các bác nhé. 33.4cc là đúng cc của nó. Đó, nhưng mà công suất của nó thì nó cũng gần như là 34cc luôn rồi. Làm con này mặt cắt là được 30 phân, xích là xài xích mini nhỏ gọn. Tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá. Cả chúng em đang bán con này với giá là 2.050.000. Núm bơm xăng phụ đầy đủ, một con máy cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Echo Kyrit. Có tích hợp xả áp ở đây cho các bác luôn nhá. Có xả áp ở trên phần trên này, giật rất là nhẹ nhàng. Bật xả áp lên. Đó, các bác dí vào đây, kéo rất là nhanh. Dạ vâng, O12 lại là một con Echo Kyrit tiếp các bác nhé. Con này thì công
3300. Đó, nó giống y hệt là con 3400 các bác nhá. Công suất vẫn là như thế, 34cc, hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10, lam vẫn là lam 30 phân. Đó, lam vẫn là lam 30 phân các bác nhá. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 1.950. 1.950 các bác nhá. Đó. Còn công suất của nó thì vẫn y hệt nhau các bác nhá. Biết có điều khác biệt của cái con 3300 với con 3400 của hãng Echo Kyoris này nó ở chỗ nào không ạ? Là cái xả áp các bác nhá. Con 3300 thì nó sẽ không có xả áp nên là giá thành của nó sẽ rẻ hơn. Các bác nào mà nhu cầu mà không cần thiết về cái xả áp mấy, đó, không quan tâm về cái xả áp mấy thì lựa chọn con này thì giá thì cực kỳ hữu nghị luôn các bác nhá. Về các bác sử dụng thì nó vẫn y hệt con kia thôi, không khác một tí gì. Công suất giống nhau, nòng bạc giống nhau, máy móc tình trạng giống hệt nhau. Chỉ khác với phần xả áp thôi các bác nha. Đó, chỉ khác với phần xả áp thôi. Đấy, các bác nào mà không thích cái xả áp mà không hay sử dụng nhiều về cái xả áp thì các bác lựa con này thì giá thành của bác thì vừa túi tiền hơn rất là nhiều các bác nhá. Ô 12 giá 1.950 các bác nha. Dạ vâng, một con máy cưa Hitachi tiếp. Một con máy cưa Hitachi nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Nòng 35 ly các bác nhá. Nòng 35 ly, con này thì cực kỳ vòng tua thì cực kỳ khỏe luôn. Tiếng máy, tiếng nổ con này thì cực kỳ thoáng máy luôn các bác nhé. Giá lại cực kỳ quá là chất lượng luôn. Chỉ 1.900.000. 1.900.000 các bác nhé. Lam vẫn là lam mặt cắt là được 30 phân các bác nhé. Lam là mặt cắt được 30 phân. Đang bị hết xăng mất rồi thì cả chúng em đổ thêm xăng và giật nổ cho các bác xem qua nhé. Ô 13 giá 1.900.000 các bác nhá. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt mang thương hiệu Ryobi các bác nhá, một con máy cưa Ô 14. Đó, các bác nào mà con này thì nói chung là về các bác sử dụng ở dưới đất thì nó hơi khó chịu một tí xíu, bởi vì cầm thì nó không được thuận tay cũng như là thoải mái giống như những dòng máy cưa tay dài. Con tay cụt này thì rất là phù hợp cho các bác nào mà hay leo trèo trên cao này, hay leo thang để cắt tỉa nhánh trên cao thì các bác lựa chọn con này thôi các bác nha. Đó, con này thì cả chúng em thì cũng khuyến cáo là các bác nào mà cắt nhiều dưới đất thì không nên lựa chọn.
Đó, bởi vì các bác nào mà thực sự hay cắt ở trên cao, gọi như hay cắt cành đồ linh tinh, thì các bác mới nên sử dụng con này. Đó, bởi vì nó cầm được một tay các bác nhá, cầm được một tay. Đó, mang còn mang thương hiệu Ryobi thì nó cực kỳ về chất lượng luôn rồi. Con này máy móc khá là đẹp, lam con này mặt cắt là được 35 phân. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá, được tăng giảm trực tiếp trên phần cây lam luôn. Đó, hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, công suất 30cc các bác nhá. Cực kỳ nhỏ và nhẹ cho có thể sử dụng gia đình. Máy móc con này thì cực kỳ đẹp. 1.900.000 cho con U19 các bác nhá. Vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết từng con một rồi, và đã báo giá hết từng con một rồi các bác nhá. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý con nào rồi ạ thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Các bác chốt con nào thì cửa hàng chúng em sẽ gửi đến tận nhà cho các bác kiểm tra hàng, test nổ rồi các bác mới thanh toán các bác nhá. Đó, cam kết uy tín là vàng. Còn riêng về phần máy móc thì cả chúng em cam kết cho các bác là lô ngày hôm nay là chuẩn zin đét đẹp từ A tới Z. Các bác nào mà đã thấy những linh kiện nào mà đã thay thế sửa chữa, cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền cho cây máy luôn. Đó, các bác hoàn toàn yên tâm khi mà đặt hàng của chúng em. Và thì cửa hàng chúng em máy là bảo hành cho các bác là 1 năm sử dụng các bác nhá. Bảo hành 1 năm sử dụng, nòng bạc bảo hành 1 năm. Đó, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, cam kết máy móc cửa hàng chúng em là đã kiểm tra hết từ A tới Z rồi. Nòng bạc là đã kiểm tra cho các bác ngon lành bổ rẻ từ A tới Z. Đó, các bác chỉ việc về xài và sử dụng thôi. Cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng như dọn nổ, test nổ tất cả ngon lành hết rồi. Rồi các cửa hàng chúng em sẽ gửi hàng đi cho các bác nhé. Vâng, các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để ủng hộ cửa hàng chúng em các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau.